Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình là Hoàng Giang đây. Ok, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách đi cái hang băng nha anh em. Hang băng này là một cái hang băng đứng thứ hai, tại hang băng lớn nhất ở cái khu vực băng này. Thì hang băng này nó sẽ ra cho anh em bản viễn giáp nha. Đây là chỗ mà hang băng nha, ở phía trên góc tay trái màn hình ấy. Đây, phía trên góc tay trái màn hình nha anh em. Hiện tại là mình không zoom được cái hang băng này anh em ạ, không zoom gần cái bản đồ để cho anh em xem được. Nhưng mà nó đứng ở phía trên góc tay trái màn hình, cạnh cái hang băng lớn nhất, đó gọi là hang Yeti. À đâu, hang không phải hang Yeti nha. Hang Yeti là hang băng lớn nhất ở khu vực này rồi. Còn đây là cái hang nhỏ thứ hai thôi. Mình sẽ dẫn anh em cách auto đi cái hang này nha anh em. Đầu tiên anh em vào hang này và anh em cứ chỉ việc đi bên tay phải cho mình thôi. Đây, đến giữa này nó sẽ có ba đường, anh em đi bên tay phải cho mình nha anh em. Đồng thời là anh em phải có mà anh em phải có trên level 50 nha anh em, trên level 50 mới có thể đi được, hoặc là dưới level 40 cũng được. Đây, cứ đi bên đường tay phải cho mình. Và tiếp theo anh em cần cần phải có một khẩu súng móc nha anh em. Rồi, đi đây thì anh em đi ra qua đây, bắn súng móc lên trên cái khu vực trên kia, bắn lên rồi rồi thu dây móc lại. Đó là đến anti-fuck, đây là đường tắt nha anh em, nhưng mà mỗi lần đi anh em sẽ mất một cái đạn dây móc. Rồi tiếp theo là anh em chỉ việc đi xuống thôi, nếu mà anh em nhảy nó sẽ va xuống vực anh em ạ. Nhảy ở khu vực này là nó sẽ va xuống vực mà chết luôn đấy. Rồi cứ đi qua đường bên phải rồi đi qua đường bên trái rồi quay ra ngoài. Đó, hang băng này đi rất nhanh luôn nha, tầm nếu mà tính theo anh em, theo mình biết là tầm chỉ 1 phút là đi đến là lấy được anti-fuck ở cái hang này. Và anti-fuck này cho đồ rất xịn luôn nha anh em, cho toàn đồ giáp sắt thôi, toàn đồ xịn xò. Mà đồ giáp sắt ấy ở cái chế độ easy ấy, thì mẹ nó phải gọi là bá đạo luôn, toàn 200 armor kinh vãi chưởng. Ok, mình sẽ đi lên đây và Chibute. Đó, có thể là anh em sẽ được Amber hoặc là cũng có thể được đồ giáp sắt rồi yên cưỡi thú, nhưng mà mình không biết cái yên cưỡi thú của nó cho cái yên gì luôn đấy. Đó, nó sẽ cho anh cái mũ này, rồi vứt đi nha. Những cái mũ này mình không lấy. Cái đồ này thì mình không cần. Đó, được một bản vẽ quần và áo. Để mình xem sao. Ồ, quần 246, áo 146, 166. Áo có vẻ hơi yếu, nhưng mà mẹ độ bền cao vãi chưởng. Mình sẽ vứt cái quần đi nha các bạn, cái quần mình có thấy hơi yếu. Ok, vứt mẹ cái quần đi thôi. Cái áo thì mình cảm thấy là độ bền nó quá cao luôn. Đồ thì mình chỉ cần độ bền thôi. Chứ mà về phần giáp thì bây giờ mà giáp 500 mà độ bền có 100 thì mình cũng vứt đi, nhưng mà nó đánh mình đúng là đánh mình yếu thật, nhưng mà độ bền thấp lắm. Độ bền đánh vài phát hỏng vẽ cái áo rồi, xong rồi lại còn đi đập mê tan về để mẹ xây chế lại cái áo cũng mất thời gian lắm. Thế nên là mình chỉ cần độ bền thôi. Anh em quay lại và đi lần lần hai nha. Tiếp tục, mình đang còn 8 mũi tên nữa. Anh em có thể nhìn phía góc bên phải, phía góc dưới bên phải màn hình là cái phần súng của mình ấy. Đấy, nó có 8 mũi tên. Đấy, anh em đi đường bên phải cho mình nha. Cứ đi đường bên phải. Đến đây thì anh em sẽ thấy một cục đá trắng. Đó, nó có một cái đường. Ôi, có một con gì anh này? Con rơi. Con rơi level 1. Ở cái hang này thú level rất thấp nha. Đó, bắn lên. Ấn hai phát vào tay, ấn hai phát vào liên tục vào tay vào bên phải màn hình và giữ là nó sẽ thu cái dây lại. Đấy, lấy anti-fuck và tiếp tục rời đi thôi. Đi rất là nhanh luôn nha. Khu vực này không hề nó dễ như những cái khu vực khác đâu, bởi vì là ở đây mà anh em rơi xuống khu vực băng ấy là một phát là chết luôn, không khác gì hang lava luôn. Hang lava cũng thế, nhưng mà hang lava nó tự động nhảy cho anh em nha, còn hang này không có tự động nhảy đâu. Hang này rất nhiều bẫy luôn, đi rất nhiều người bị chết luôn đấy. Thế nên là anh em lên, mình khuyên anh em nên xây cái sleeping ở ngoài cửa hang nha. Anh em chết là anh em có thể hồi sinh tại chỗ của cửa hang được. Đặc điểm của sleeping là hồi sinh luôn, nhưng mà nó lại có cái ưu điểm là mất luôn một cái. Sleeping là cái giường mà level 1, level 2 anh em mở được ấy. Đấy, cái đấy nó cũng sẽ đánh dấu nhà cho anh em luôn. Rồi, mình sẽ chi bù tia cái này nha anh em. Mong nó sẽ ra Amber và hoặc là bản vẽ xịn. Rồi, mình chưa gì mình đã nhìn thấy ba cái bom và một cái mũ là đã chán rồi. Ok, một cái bản vẽ Raptor. Cho mình hẳn bản vẽ Raptor mới xịn chứ. Ví dụ nó cho bản vẽ Rex hoặc bản vẽ Gigan có vẻ ngon không? Nhưng mà mình nghĩ là con Gigan phải tầm level trên 80, 79, 80, 81 thì đấy mới bắt đầu mới cưỡi được. Mà con Gigan tem khó lắm anh em ạ. Mình không nghĩ là anh em tem được con Gigan từ level 66 như mình đâu. Mình thì định lên level 70 là mình bắt đầu sẽ chuyển kế hoạch tem Gigan anh em ạ. Ok, tôi sẽ đi xuống, tiếp tục đi lần hai. Lần này mình sẽ bật chế độ góc nhìn thứ ba cho anh em chơi luôn nha. Đây, góc nhìn này thì góc nhìn dễ dàng nhất. Mình sẽ đi thật chậm nha anh em, đi thật chậm để cho anh em xem cái công trình mà đi vào trong cái khu vực hang này nó sẽ khó khăn như nào. Đây, rồi chúng ta đi vào trong hang. Tiếp theo là
Đây sẽ có ba đường, anh em phải cứ cứ đi cứ ở bên đường bên phải cho mình, đừng đi những đường khác, đi đường khác là nó sẽ có bẫy đấy, bẫy một phát là chết luôn, chết một phát là anh em cứ xác định như đấy. Rồi mình sẽ tắt góc nhìn đi nha, ở cái khu vực này khó nhìn quá, nó bị cái thằng nhân vật của mình che mẹ hết tầm nhìn luôn đấy. Rồi bắn dây móc và thu dây lại đó, nó sẽ kéo anh em lên anti phát đây đấy, rất là nhanh, chưa tới 1 phút rất là nhanh. Đi ra cũng như vậy, không có một con quái nào đánh anh em nha, anh em không có một con quái nào hết. Rồi lần này mình sẽ nhảy xuống nha, đi thôi nhá, anh em chỉ cần chạy thẳng xuống thôi chứ anh em không đừng có mà nhảy, nhảy một phát là xuống vực luôn đấy. Ở đấy nó cũng có vực mà, cái cầu nó bé lắm đấy. Đến đây này, rồi quanh ra ngoài, cứ quanh 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 ra. Nếu mà anh em không biết đường ấy, anh em có thể tua chậm cái video của mình lại và đi từ tí một, hoặc là anh em có thể cầm cái đuốc theo để đánh dấu vị trí. Mình gắt nước, mình phải nhảy xuống uống nước đã. Ok, xuống uống nước. Anh em thấy mình đi cái hàng này nó có nhanh không? Quá là easy luôn. Bởi vì mình cảm thấy cái hàng này là cái hàng đi dễ nhất từ từ trước cái này rồi. Nhưng mà anh em, tuy là nó đi dễ, anh em cũng phải bỏ tiền ra mà mua cái thích skin nha anh em. Cái thích skin này nó thích nghi với ba môi trường: nóng, lạnh và lửa. Nóng, lạnh và độc. Cái hàng độc ấy anh em đi khi mẹ đéo cần phải mấy cái mặt lạ chống độc, mặt lạ phòng độc gì đâu. Ok, chị bu đi. Hàng độc anh em mà đi ấy, mẹ khó lắm. Thôi nói thật này, anh em đi hàng độc, mình khuyên anh em đi hàng độc là cứ phải tem con sói tầm hơn level 200 trở lên. Con khủng long của mình đã đói anh em ạ, mình sẽ cho nó ăn thịt nha anh em. Rồi, lại được một cái bản vẽ Raptor nữa. Phải cả trưởng thật, được một cái găng này quá yếu luôn, ngoài tầm kiểm soát của mình nhưng mà nó chế tạo rất ít. Nhìn ra từ mình vẫn đi nha anh em. Rồi ok, mình cũng đói rồi, phải ăn cái trứng của con Argentavis này. Con Argentavis nó đẻ rất nhiều nha, Argentavis cái đẻ rất là nhiều luôn mà mình không hề bắt con Oviraptor, nó đẻ rất nhiều luôn. Đấy. Rồi, ok. Mình sẽ đi tiếp lần nữa cho anh em xem nha. Để cho anh em xem cái độ easy của cái hàng này nó dễ như thế nào. Ok. Tôi sẽ tiếp tục đi cái hang này lần thứ 5, lần thứ 6 gì đó mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà đây cũng phải là lần thứ 5 rồi. À đâu. Mình đi từ tối hôm qua đến giờ phải tầm hơn 20 lần nữa chứ, mình mang hơn 30 mũi tên cơ. 30 cái mũi tên móc ấy. Đấy, hơn 20 lần rồi. Bây giờ anh em chỉ việc đi lên, đi vào bên trong và chuẩn bị lôi súng dây móc ra và chơi luôn. Đó, từ từ đi vào, đi thật chậm cho mình. Đấy. Ở chỗ này ấy, có ba cửa hang này. Anh em đừng có mà đi cửa hang này, cái cửa hang này mà đi vào là coi như là quy tiên luôn. Rồi cứ đi đường tay phải cho mình, rồi quanh ra đây. Đó, nó sẽ có một cái đường, có một cái cầu nhỏ nhỏ cho anh em đi. Đấy. Rồi. Khu này anh em mà rơi xuống là chết cũng chết luôn đấy. Nó sẽ không có chỗ nào cho anh em giữ chân bên dưới đâu. Rồi. Đó. Tiếp tục là chỉ việc lấy anti pháp và chạy ra ngoài thôi. Rất là nhanh có phải không anh em? Chưa tới 1 phút. Ủa, con nhện anh em ơi. Đừng để con nhện nó bắn từ một người anh em nha. Đang chạy mà con nhện nó bắn từ là nó sẽ làm chậm chân anh em lại, nó có thể rơi xuống vực bẻ bất cứ lúc nào anh em không biết luôn đấy. Rồi, đi qua đây này. Đấy. Nó sẽ có hai đường, anh em rất dễ bị lạc cái khu này nha. Nhưng mà anh em cứ đi đường bên tay trái cho mình. Cứ đi khoanh bên tay trái cho mình. Nó sẽ có một cái đường hiểm ở đây này. Chỗ này nó sẽ bị kiểu nó sẽ bị khuất tầm nhìn của anh em ấy. Anh em nhìn nó cứ tưởng như là một cái bức tường băng nó dày đặc ở đấy, nhưng mà thật ra nó bị khuất tầm nhìn thôi. Cứ đi theo cái đường bên đấy, nó sẽ có một lối ra cho anh em. Hoặc là có thể đánh dấu bằng đuốc cũng được. Đánh dấu bằng đuốc nó dễ hơn. À, nhưng mà cắm cái đuốc là mẹ phải để tầm 400-500 gỗ trong đấy nhá. Đi cho nó dài dài rồi. Đi lên trên khu vực này. Tiếp tục mẹ Chibutia thôi. Cái này thì nó cũng có thể nó ra bản vẽ xịn, hoặc là cái khu vực cái gì ta? Cái khối hồi sinh thú ấy. Đấy, cái khối hồi sinh thú anh em đặt ra anh em phá đi sẽ được 200 metan, 200 metan đúng rồi ấy. Nó sẽ được một ít đó, ra đồ xịn luôn, ra giày và áo luôn, ngon chưa? Ra đông giày và cái quần. Đó. Anh em có thể là phá cái cục cái đi, phá cái cục metan à, phá cái cục hồi sinh thú đi. Nó sẽ được 200 metan xịn vãi trưởng ra. Hồi trước mình toàn kiếm metan bằng cái này thôi. Hồi trước mình không hiểu sao mình đi toàn được cái bình hồi sinh, cái cục hồi sinh ấy thôi. Đấy, phá đi đầy luôn, đầy metan luôn. Và nó sẽ được cả cái polymer rồi các thứ nữa. Trên level 66 nha anh em. Trên level 66 thì mới có thể đi được. Rồi, ok. Clip của mình chỉ đến đây thôi. Anh em đừng quên bỏ ra vài giây để một nút like và đăng ký để xem video để ủng hộ mình. Cũng đừng quên chia sẻ video này cho các bạn bè và anh em biết. Ok, đây là clip hướng dẫn đi hang của mình nha. Mong anh em ủng hộ mình nhiều. Bye anh em.